Theo Globocan, năm 2020, có 2.261.419 ca ung thư vú được phát hiện mỗi năm ở cả hai giới, chiếm đến 11,7% tổng số các loại bệnh ung thư. Điều đáng lo ngại là con số này đang có xu hướng gia tăng và độ tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hóa. Theo ghi nhận, tỷ lệ mắc mới trên toàn cầu của ung thư vú ở nữ giới là 24,5%, cao nhất trong số các loại ung thư ở phụ nữ. Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo ung thư vú như thế nào, làm sao để có thể tầm soát phát hiện sớm và điều trị hiệu quả căn bệnh này? Chào mừng quý vị khán giả đã trở lại với chương trình Cẩm nang sức khỏe. Chương trình được phối hợp thực hiện dưới Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng. Thưa quý vị khán giả, nhiều người nghĩ rằng bệnh ung thư hoàn toàn do di truyền và không thể tránh khỏi, nhưng điều đó không đúng. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, các hành vi lành mạnh có thể ngăn ngừa khoảng một nửa số ca tử vong do ung thư vú. Đặc biệt, nếu ung thư vú được tầm soát và phát hiện tại giai đoạn sớm, thì có thể điều trị tăng chất lượng sống cho bệnh nhân rất nhiều. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị khán giả gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa 1 ung bướu Nguyễn Văn Vũ, bác sĩ khoa ngoại tổng quát tiết niệu ung bướu thuộc khoa ngoại A Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng. Trân trọng kính chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chuyên mục ngày hôm nay. Xin chào MC. Xin chào quý vị xem đài ạ. Thưa bác sĩ, theo tỷ lệ ghi nhận mắc mới trên toàn cầu của ung thư vú ở nữ giới là 24,5%, cao nhất trong số các loại ung thư ở phụ nữ. Vậy thì tầm soát ung thư vú là gì và tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư vú ở phụ nữ ạ? Xin chào quý vị khán giả. Tầm soát ung thư vú là một cái biện pháp mà để phát hiện sớm những cái tổn thương của ung thư ở tuyến vú. Bao gồm đó là việc khám trực tiếp bác sĩ chuyên khoa tuyến vú. Thứ hai là siêu âm tuyến vú hai bên. Và thứ ba đó là chụp nhu ảnh tuyến vú hai bên. Trong đó thì việc chụp nhu ảnh tuyến vú hai bên là một cái công việc mà quan trọng nhất để phát hiện ra những tổn thương rất là nhỏ. Ví dụ như là tổn thương vi bôi hóa. Thưa bác sĩ, như vậy thì những đối tượng nào nên thực hiện tầm soát ung thư vú? Vào thời điểm nào là tốt nhất để thực hiện tầm soát ung thư vú vậy thưa bác sĩ? Đối với những phụ nữ mà từ 40 tuổi trở lên thì mình cho lên tầm soát ung thư vú hàng năm. Đấy. Với những chị em phụ nữ mà từ 30 tuổi trở lên thì mình sẽ tầm soát ở cái nhóm đối tượng là chị em phụ nữ có nguy cơ cao. Nguy cơ cao ở đây đó là những chị em mà có mẹ hoặc là chị em gái ruột bị mắc cái bệnh ung thư vú hoặc là ung thư buồng trứng, hoặc một số ít nữa đó là chị em có họ có cái gen đó là BRCA1 hoặc là BRCA2 là dương tính. Thì cái thời điểm mà để tầm soát ung thư vú tốt nhất là sau cái thời kỳ hết chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng đó. Thì đối với những một số đối với từng cái nhóm chị em phụ nữ thì bác sĩ sẽ có cái lịch tầm soát chi tiết cụ thể. Có thể thấy được tầm quan trọng của việc tầm soát phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm rất có ý nghĩa trong việc điều trị nếu chẳng may mắc bệnh. Như vậy hiện nay chúng ta có những phương pháp tầm soát ung thư nào và theo lời khuyên của bác sĩ thì phương pháp nào được đánh giá là hiệu quả nhất ạ? Trong tầm soát ung thư vú, thứ nhất là trong các bệnh ung thư thì Tổ chức Y tế Thế giới họ đã lọc ra là trong bệnh ung thư vú là một trong 5 bệnh đã có cái chương trình tầm soát và chương trình này phổ biến trên toàn thế giới. Và trong cái tầm soát ung thư vú đó thì chụp nhu ảnh là cái phổ biến nhất. Bên cạnh đó thì ở những trường hợp mà chị em phụ nữ có cái tuyến vú mà mô vú đặc thì việc tầm soát sẽ được hỗ trợ bởi siêu âm vú 3D. Trường hợp thứ ba đó là những chị em phụ nữ mà tầm soát bằng MRI tuyến vú, tức là những chị em phụ nữ mà trước đó có đặt túi ngực nó, hoặc là một số trường hợp khi phim chụp nhu ảnh nó không có rõ thì sẽ được làm thêm bằng cái công hưởng từ tuyến vú. Thì trong các phương pháp tầm soát ung thư vú như vậy thì chụp nhu ảnh tuyến vú, tức là X quang tuyến vú, đó là một cái gọi là một cái test để tầm soát ung thư vú. Nó thuận tiện, nó rẻ tiền và nó phổ biến ở rất là nhiều bệnh viện hoặc là rất nhiều nơi, nó rất là dễ triển khai.
Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ, ngoài các biện pháp y khoa tại bệnh viện thì tự khám vú là việc làm quan trọng giúp phát hiện sớm ung thư vú. Như vậy thì bác sĩ có thể hướng dẫn hay là lời khuyên nào dành cho các chị em phụ nữ về việc kiểm tra vú tại nhà và để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường ở vú để kịp thời thực hiện tầm soát ung thư ạ? Cái việc mà tự khám tuyến vú ở nhà là một cái biện pháp mà cũng là một biện pháp tầm soát ung thư vú mà gọi là rất là thuận tiện. Thì với cái tuyến vú của mình á, thì mình sẽ khám gọi như là lần lượt từng vùng, lần lượt từng vùng theo cái chiều là chiều xoắn ốc từ trong ra ngoài. Và khi mình khám thì mình sẽ khám bằng bốn đầu mặt lòng của bốn đầu ngón tay đó, khám một cách nó tuần tự lần lượt từ phía trong ra đến phía ngoài và không bỏ quên cái hõm nách. Và cái ngực bên trái thì mình sẽ khám bằng tay phải và ngực bên phải mình sẽ khám bằng tay trái. Một điều nữa rằng là ngoài những cái clip hướng dẫn như vậy thì tôi sẽ có một lời khuyên rằng là mình lên khám với một cái so sánh với hai tư thế. Tư thế thứ nhất đó là tư thế đứng. Khi mà hàng ngày chị em phụ nữ mình sẽ đi vô nhà tắm, mình đứng trước gương, và mình sẽ kiểm tra cái tuyến vú của mình. Ngoài cái biện pháp mình khám theo chiều xoắn ốc, mình sẽ khám thêm cái đường xích sắc, tức là mình sẽ rà cái ngực của mình hướng từ trên xuống dưới, từ mé của giữa xương ức ra cái hướng sườn bên ngoài đó, lần lượt đó, không bỏ sót vùng nào. Đặc biệt là mình sẽ kiểm tra cái luống vú bên dưới quần vú đó, và đến khi đến ra ngoài hõm nách thì cái bàn tay, cái ngón tay của mình sẽ hơi khum nó lại, tức là cong nó lại để mình sẽ hơi móc vô cái hõm nách của bên mình đó. Và mình cũng lần lượt tuần tự từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, đó là một thứ tự mình không có để sót đó. Và một tư thế nữa đó là khi mình chẳng hạn mình chuẩn bị ngủ hàng ngày đó, thì khi đó mình cũng sẽ khám một cái theo hai cái bình diện. Thứ nhất là mình theo chiều xoắn ốc, nó vẫn bốn đầu ngón tay, mặt lòng của bốn đầu ngón tay. Thứ hai đó là theo chiều dích dắc, là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, lần lượt thứ tự như vậy. Và mình sẽ so sánh đối chiếu của cái tư thế đứng kia với cái này, tư thế làm và đó là một cái công việc mà mình sẽ thực hiện thường xuyên. Về cái thời điểm thì người ta khuyên rằng là sau khi cái chu kỳ kinh nguyệt của mình nó kết thúc, mình sẽ thực hiện cái việc tự khám tuyến vú như vậy. Cảm ơn hướng dẫn của bác sĩ ạ. Mặc dù tỷ lệ mắc ung thư vú có xu hướng gia tăng theo thời gian, nhưng mà tỷ lệ tử vong do bệnh ngày càng được cải thiện nhờ các thành tựu đạt được trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị. Mà phát hiện bệnh càng sớm thì điều trị càng hiệu quả. Bệnh nhân ung thư vú được phát hiện bệnh ở giai đoạn 1 có hơn 90% cơ hội sống thêm 5 năm. Bác sĩ có thể tư vấn rõ hơn về gói tầm soát ung thư vú tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng không ạ? Tại Bệnh viện Hồng Hưng thì có đầy đủ các phương pháp về tầm soát, chẩn đoán và điều trị các bệnh về ung thư vú. Trong đó thì gói tầm soát ung thư vú bao gồm thăm khám trực tiếp tại phòng khám ung bướu bởi bác sĩ chuyên khoa ung bướu. Thứ hai là chỉ định siêu âm tuyến vú hai bên, chụp nhu ảnh tuyến vú hai bên, xét nghiệm dấu ấn ung thư CA15-3. Trong một số trường hợp cần thiết thì bác sĩ sẽ cho chỉ định đó là chụp MRI tuyến vú hoặc là MRI toàn thân hoặc là CT toàn thân. Khi phát hiện những cái tổn thương bất thường ở vú thì bác sĩ sẽ cho chỉ định tiếp theo, ví dụ như là chọc hút tế bào bằng kim nhỏ FNA hoặc sinh thiết nối kim core biopsy. Khi có kết quả giải phẫu bệnh lý về tổn thương thì bác sĩ sẽ lên kế hoạch điều trị cụ thể cho người bệnh. Đáp án cho câu hỏi ở chủ đề đục thủy tinh thể. Câu hỏi: bệnh đục thủy tinh thể cần phải phẫu thuật ngay khi phát hiện, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Đáp án cho câu hỏi này là B. Sai. Câu hỏi dành cho khán giả về chủ đề tầm soát ung thư vú. Câu hỏi: đâu là những phương pháp tầm soát ung thư vú phổ biến hiện tại? A. Chụp nhũ ảnh.
B. Siêu âm toàn bộ vú 3D. C. Chụp cộng hưởng từ vú MRI. D. Tất cả các phương pháp trên. Cách thức tham gia. Bước 1. Trả lời đúng và nhanh nhất bằng cách nhắn tin vào Messenger Fanpage Truyền hình Tây Ninh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thời gian nhắn tin ngay từ lúc kết thúc chủ đề chứa nội dung câu trả lời được phát sóng trên TTV11 và các hạ tần số đến khi phát sóng số tiếp theo. Cú pháp nhắn tin CNSK, khoảng trắng, tên chủ đề, khoảng trắng, câu trả lời, khoảng trắng, họ và tên khán giả, khoảng trắng, số điện thoại nhận giải. Trong đó, CNSK là viết tắt của chuyên mục Cẩm nang sức khỏe. Ví dụ, CNSK, khoảng trắng, số khuyết, khoảng trắng, A, khoảng trắng, Nguyễn Văn A, khoảng trắng, số điện thoại nhận giải. Bước 2, like chuyên mục Cẩm nang sức khỏe được phát sóng. Bước 3, chia sẻ chuyên mục có nội dung câu hỏi về trang cá nhân. Chúc các bạn thành công. Giải thưởng có 3 giải thưởng cho 3 khán giả trả lời đúng và nhanh nhất tại mỗi chủ đề. Mỗi giải thưởng gồm một thẻ chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng trị giá 500.000 đồng một thẻ. Thẻ chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng được sử dụng cho tất cả các dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng, gồm cả các hạng mục khám nội và ngoại trú, được áp dụng trong các dịch vụ khám chữa bệnh đã thanh toán bảo hiểm y tế. Không chỉ được đăng ký và sử dụng cho bản thân mà còn có thể được dùng tặng cho người khác. Vui lòng cung cấp thông tin người được tặng, gồm họ tên, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và thông tin bảo hiểm y tế của người được tặng lúc nhận thẻ khám bệnh. Số tiền trong thẻ được lưu trữ vô thời hạn và sử dụng tiếp cho các lần tái khám. Để được tư vấn cụ thể hơn, vui lòng liên hệ hotline của Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng 02763 836 991 0941 696939.